chị học viên, bây giờ chúng ta sẽ học món tiếp theo. Đó chính là món trà chanh xả nha. Rất là ngon. Trà chanh xả thì nó là sẽ là sự kết hợp giữa trà chanh xả và trà ô long. Thì nó sẽ đem đến một cái mùi trà rất là tươi mát và có thêm cái mùi xả đó, uống giúp mình rất là thư giãn nha. Thì bây giờ nguyên liệu để làm món trà chanh xả chúng ta sẽ gồm có trà ô long, xả cây. Xả cây mình đập dập rồi mình buộc thành bó nha. Đây là đập dập sẵn luôn rồi nè. Mình dùng cái chày mình đập dập từ đầu đến chân. Sau đó chúng ta buộc thành bó. Rồi mình có chanh tươi, muối ăn. Là chúng ta đủ nguyên liệu để làm được món trà chanh xả ha. Chanh xả hay còn gọi là trà sang chảnh đó. Đó, bây giờ mình sẽ bắt đầu làm. Bây giờ chúng ta sẽ có một cái nồi ha. Mình sẽ cho vào nồi 2 lít nước sôi. Hoặc là mình dùng nước lạnh cũng được rồi mình nấu sôi lên. Thì ở đây Nhi đã dùng nước sôi luôn cho nhanh. 2 lít nước sôi. Mình cho tiếp là 420g xả cây đập dập cho vào. Đập dập rồi buộc lại thành bó cho vào nồi nấu. Để mà lấy cái nước xả nha. Đây, cho vào nồi nấu. Để lấy nước xả mình đậy nắp. Mình nấu cho đến khi nào nước sôi thì chúng ta bắt đầu tính thời gian nấu là nấu duy trì 5 phút từ lúc nước sôi nha. Tiếp theo trong lúc chờ nước trà, nước xả sôi thì Nhi sẽ hướng dẫn mình sơ chế cái xả cây. Mình sẽ sơ chế cái xả cây là mình sẽ cắt xéo như thế này để mà chúng ta xử nó trang trí. Đó, chúng ta sẽ cắt xéo và cắt cho đến cuối luôn nha. Để xíu nữa mình có cái xả cây để mình trang trí. Bây giờ Nhi sẽ hướng dẫn lớp mình cắt củ trà nha. Chúng ta sẽ cần vật dụng là một cái bình ủng ha, có khả năng giữ nhiệt và một cái túi vải lọc trà. Thì ở đây cái tỷ lệ trà mà mình cần ủ là 25g trà ô long cho vào túi, rút dây, buộc chặt, bỏ vào bình. Đó. Rồi mình chờ cái nước xả bên này nè, nó sôi được, sôi liên tục 5 phút thì chúng ta sẽ vớt xả bỏ đi và mình sẽ lấy cái lượng nước thôi. Mình lấy lượng nước rồi mình sẽ đăng lại và thêm nước sôi cho đủ 2 lít thì đổ vào đây. Rồi như vậy là chúng ta đã nấu cái nồi xả này này sôi liên tục được 5 phút rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ gấp xả ra. Mình gấp xả ra, mình cho vào bình luôn, mình vẫn để vào đây luôn ha. Để ủ cho nó được mùi thơm nhiều. Cho vào bình luôn. Rồi tiếp theo chúng ta nấu nước cho nó sôi lại. Nấu nước cho nó sôi lớn lại nha để mình ủ trà. Rồi sau khi nước sôi thì mình bắt đầu đăng để xem đủ 2 lít không nha. Mình sẽ đăng và thêm nước cho đủ 2 lít. Ở đây là được 1 lít 8 mình cho vào trước đi nha. Cho 1 lít 8 nước sôi, nước xả vào trong cái bình ủ. Có xả và có trà luôn. Rồi cho thêm 200 nước mùa vào nữa. Chúng ta cho thêm 200 nước là đủ 2 lít nha. Lưu ý là xả hơi nhiều nên mình kéo cái túi vải lọc trà cho nó nằm ở một cái vị trí có nước nhiều để trà nó ra được chất nha. Rồi bây giờ quá thơm luôn và rất là thư giãn, chúng ta đậy nắp. Mình ủ cái trà này trong vòng 20 phút mấy anh chị nha. Sau khi chúng ta ủ 20 phút xong thì chúng ta sẽ vớt xả rồi vớt túi vải lọc trà ra vắt khô thì chúng ta sẽ thu được cái nước cốt gọi là nước cốt trà ô long xả. Mình dùng nó để mình pha các món như là trà chanh xả hay là trà tắc xả thì rất là ngon nha. Rồi ngoài ra là sau khi mình vớt túi vải lọc trà ra này, mình vớt xả ra này thì chúng ta nhớ là cho thêm 2.5ml muối ăn vào trong phần nước cốt trà, khuấy đều lên. Là vậy là Nhi đã hướng dẫn xong phần ủ trà ô long xả rồi nha. Cả lớp mình đã hiểu bài chưa? Nếu mà mình chưa rõ phần nào thì mình quay lại bài học để chúng ta học lại bài một lần nữa cho mình hiểu nha. Nhưng mà Nhi sẽ tóm lại một chút này. 25g mình sẽ ủ với 2 lít nước xả. Nhưng mà để có cái phần nước xả nó thơm nhiều thì chúng ta sẽ lấy 2 lít nước nấu với 420g xả cây đập dập. Nấu sôi 5 phút liên tục. Chúng ta đong lấy nước. Nếu như mà chưa đủ 2 lít thì chúng ta cho thêm nước cho đủ 2 lít nước sôi
cho đủ 2 lít và mình đổ vào bình uống, mình uống trà. Ủ 20 phút xong thì lấy trà ra vắt khô, lấy xả cây ra, cho thêm 2.5ml muối ăn, khuấy đều là chúng ta thu được nước cốt ô long xả nha. Rồi, vậy là chúng ta đã hoàn tất xong món ủ trà. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị bước vào phần pha chế món trà chanh xả. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ra món cho món trà chanh xả của mình nha. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cho vào ly 35ml nước đường nè. Tiếp theo mình sẽ cho vào ly 120ml nước cốt trà ô long xả. Rồi chúng ta sẽ cho 10ml nước đường. Xin lỗi, 10ml nước cốt chanh, 10ml nước cốt chanh nha. Tiếp theo chúng ta sẽ cho 0.2ml muối ăn, khuấy đều lên. Cho tan hết và mình cho đá vào đầy đi. Đấy, chúng ta cho đá vào đầy đi. Rồi chúng ta sẽ trang trí chanh rồi cái phần xả cây cắt xéo vào nha. Chanh vào ly này. Rồi ở đây chúng ta có cái phần xả cây cắt xéo. Và đẹp hơn nữa thì cho thêm một cái lá bạc hà vào trong này luôn, cho cái ly mình nhìn nó xanh tươi hơn. Đó, ống hút và một khuấy. Rồi, như vậy là chúng ta đã hoàn tất được món trà ô long chanh xả, hay còn gọi là trà chanh xả cũng được nha. Nhưng mà bởi vì để mà lên được mùi xả tốt thì chúng ta phải dùng trà ô long. Còn nếu mình dùng các cái trà như là trà lục, trà lài hay là những cái trà mà nó có cái mùi thơm nhiều á, thì nó không có lên được cái mùi xả nhiều. Và cái món trà ô long xả này tuy làm nó là không quá đơn, không quá phức tạp, nhưng mà cái hương vị uống rất là ngon nha. Có cái sự hòa quyện giữa xả, chanh và đường cùng với trà ô long, nó sẽ tạo ra một cái vị ngọt thanh tao, nhẹ nhàng, rất là dễ uống. Và có xả thì nó sẽ giúp mình giải cảm và giúp cho mình tăng cái sức đề kháng nha. Cho cái mùa đông hoặc là những cái mùa mà đang có dịch bệnh thì cũng rất là tốt cho mình để mình thưởng thức món này. Đó. Và cái món mà trà ô long chanh xả của mình thì giá vốn nó chỉ có khoảng 4.000 đồng một ly thôi, rất là bình dân. Bây giờ Nhi sẽ hướng dẫn tiếp công thức trà ô long chanh xả mà ly 350ml nha. Ở đây chúng ta có ly 500, thì bây giờ ly 350ml thì định lượng nó sẽ thay đổi như sau. Nước cốt trà mình sẽ sử dụng 100ml, nước đường là 30ml, nước cốt chanh của chúng ta 7ml và phần muối ăn dùng 0.1ml, khuấy đều lên, bỏ đá thì chúng ta có được cái phần món trà ô long chanh xả ly 350 hoặc ly 500. Rồi, bây giờ Nhi sẽ tiếp tục hướng dẫn lớp mình công thức trà chanh xả nhưng mà là công thức nóng nha. Công thức nóng ở đây chúng ta sẽ dùng một cái ly sứ 280ml hoặc là ly 300ml cũng được. Mình cũng cho vào ly 35ml nước đường. Rồi, mình cho vào chung với nước đường là 10ml nước cốt chanh. Sẵn sàng trong ly, muối ăn 0.2ml muối ăn. Tiếp theo chúng ta sẽ lấy nước cốt trà 150. Rồi mình pha loãng nó với 50ml nước sôi. Rồi nếu mà chúng ta không có máy pha cà phê để đánh nóng cái phần trà của mình lên thì chúng ta có thể hâm trà với ấm hoặc bình cho đến khi nào trà nó ấm hoặc là trên bề mặt trà bốc khói là chúng ta dừng nha, không cần nấu sôi. Nấu sôi lên thì uống nó sẽ bị phỏng và nó mất thời gian. Mình phục vụ khách rất là chậm. Bây giờ Nhi có máy đánh nóng nên Nhi đánh lên luôn. Rồi nó đã ấm nóng lên tầm khoảng 50-60 độ C là mình dừng lại, lau vòi sạch, xả vòi.
Bây giờ mình sẽ rót cái phần nước trà nóng của mình vào trong cái hỗn hợp chanh, đường và muối ha. Rồi, tiếp theo chúng ta nhớ là khuấy cho đều trước khi phục vụ khách hàng. Mình có thể trang trí thêm một lát chanh lên thêm cùng để phục vụ cho khách hàng của mình. Như vậy là chúng ta đã vừa học xong món trà chanh xả nóng và trà chanh xả đá. Công thức thì cũng rất là đơn giản, giá vốn cũng rất là rẻ, chỉ có 4.000 đồng cho một ly. Và Nhi sẽ chúc tất cả các chị học viên mình thực hiện món trà chanh xả thành công, ứng dụng vào trong cái menu của mình thật là hiệu quả. Hẹn gặp lại các anh chị học viên trong các cái bài học tiếp theo nha. Rồi, chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chào tất cả mọi người. Nếu như anh chị đang xem video và thấy video này là hữu ích thì hãy nhấn like và comment câu hỏi bên dưới để được giải đáp. Đừng quên đăng ký kênh YouTube và nhấn chuông thông báo để được học mỗi tuần một công thức tự nhiên nha. Chúc mấy anh chị mình sẽ học được nhiều điều hữu ích, ứng dụng vào công việc hiệu quả. Cảm ơn mọi người.